Hiện giờ thì mình đang đứng trên cầu Long Biên và ở đây có một tấm biển rất là đặc biệt mà mình vừa tra bên Wikipedia thấy được. Một 1899 là năm cái cầu này bắt đầu thi công và nó hoàn thành vào năm 1902. À, hai cái tên người dưới đây là hai tên nhà thầu xây dựng cái công trình này. Cái giờ cái cầu này là của Pháp xây. Theo mình vừa Wikipedia thì cái cầu Long Biên nó bắt qua hai, nó nối liền hai quận là quận Long Biên với quận Hoàng Kiếm của Hà Nội. Nó một cái làng, các bạn thấy đây nè, nó một cái làng xe lửa để cho xe lửa chạy ở giữa, hai bên là làng cho xe máy lưu thông. Nó phía dưới nó ghi một cái bảng là cầu thì giờ yếu rồi, những xe lớn thì không đi được trên cầu này hoặc là những xe chở nặng này cũng không cho phép qua. Bây giờ mình sẽ đi vào cái đường xe lửa cho mọi người coi ha. Ở đây có một cái lỗ hổng nhỏ, mình sẽ chui cái lỗ hổng này mới được. Có gì điện đèn á, nhìn thấy cũng hơi ghê ghê. Các bạn thấy ở đây còn cái view rất là đẹp. Cái cầu này nó dài khoảng trên 2 cây số lận. Ôi trời, mình nhém té rồi. Là sẽ bắt xuyên qua sông Hồng. Chắc là tụi mình sẽ đi bộ một đoạn đến giữa sông rồi quay lại quá. Nhưng mà chắc là đứng đây chụp hình chút xíu. Cảnh này thật sự là rất là đẹp. Mày anh thấy bên đây là cái dòng xe cộ đang lưu thông trên tàu nè. Cái tuyến đường sắt này mình không biết bây giờ là còn có tàu lửa chạy hay không, mình nghĩ chắc là không đâu. Nên chắc là hồi chắc đứng tranh thủ giữa cầu giờ chút xíu. Đây, một lần nữa đây là toàn cảnh của cầu Long Biên. Một phần sắt cũng khá lâu rồi nhưng mà nghĩ cũng rất là chắc chắn. Hiện tại thì mình đã đến gần giữa phía cầu Long Biên và bây giờ mình hay nhìn thấy được sông Hồng. Nhà mình vừa làm một chuyện cũng khá là lãng mạn, là mình vừa nghe bài ngẫu hứng sông Hồng khi đến đây. Chắc có thể là tại vì nhà bạn đang thấy ở đây là sông Hồng. Chắc có thể vì mình biết đến sông Hồng không qua nhiều những cái ca khúc kiểu lãng mạn như là ngẫu hứng sông Hồng các kiểu. Nên cảm giác của mình bây giờ, cảm giác sông Hồng so với sông Mekong của mình thì nó có chút gì đó nó cổ kính hơn, có chút gì đó nó lãng mạn hơn, có một chút gì đó con sáo sang sông hơn. Thật sự cảm giác rất là feel khi mà nghe một cái bài hát về sông Hồng. Có một chiếc tàu xe lửa đang chạy. Thật sự là lần đầu tiên đến xe lửa gần như vậy á. Mình sẽ chụp hình đi. Tụi mình đang một quán bánh đa cua gần cầu Long Biên ở phía dưới dốc cầu. Các bạn lần tới có nếu ghé cầu Long Biên các bạn hãy ghé quán này, rất là ngon, các bạn thịt một cái tô bánh đa cua này. Cái phần bánh đa là cái phần cái sợi màu nâu nâu. Nguyên kéo một sợi bánh đa lên trên quay. Kéo một sợi bánh đa lên. Đây, mình thấy cái sợi này chính là sợi bánh đa. Rất là hấp dẫn. Đây còn phần cua thì rất nhiều thứ khác. Đây là quán bánh đa cua Hải Phòng.